Ngày 3 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Y tế, do ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng, Cục An toàn Thực phẩm làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Y tế Đồng Nai về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh, khiến hơn 400 người phải nhập viện cấp cứu. Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến 12 giờ ngày 3 tháng 5, số ca bệnh liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã lên tới hơn 400 ca, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trong đó có 19 ca đã được xuất viện, 99 ca được cấp toa điều trị tại nhà, 2 ca tiến triển nặng, số bệnh nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục, giảm bớt những triệu chứng nghi ngộ độc. Sau khi ghi nhận sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã xuống cơ sở bánh mì Cô Băng, nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra. Kết quả cho thấy, tiệm bánh mì Cô Băng bán bánh mì thịt, toàn bộ nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà như bánh mì, pate, chả lụa, thịt nguội, thịt lợn, dưa muối chua, nước sốt, tất cả đều tự làm và bán ra khoảng 1.000 ổ bánh mì thịt mỗi ngày. Tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì Cô Băng không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có 4 lao động làm việc trực tiếp tại tiệm, nhưng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và không có giấy khám sức khỏe. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Theo ông Nguyễn Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, qua điều tra cho thấy, thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân là từ 4 đến 8 giờ. Triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy, nôn ói và sốt. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Long nhận định, ngay khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế và thành phố Long Khánh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, cứu chữa cho bệnh nhân. Ông nhấn mạnh, việc điều tra, tìm cách xử lý là cần thiết, nhưng quan trọng nhất là cứu chữa bệnh nhân, bằng mọi giá phải tập trung nguồn lực kịp thời cứu chữa, đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân. Lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, huy động lực lượng y bác sĩ, bổ sung thuốc men đầy đủ, kịp thời điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, nhất là trong điều kiện bệnh viện phải mở thêm đơn vị cấp cứu do quá tải. Nhận định số lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng thêm, ông Nguyễn Hùng Long đề nghị Sở Y tế Đồng Nai và thành phố Long Khánh tiếp tục tuyên truyền cảnh báo người dân đã ăn bánh mì của tiệm Cô Băng trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Nếu có triệu chứng thì phải đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời, tránh tình trạng trở nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bệnh nhân. Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.